Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang có mặt tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và hôm nay là lễ hội Phủ Trịnh năm 2023 tại đây đang diễn ra, thưa quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, thực hiện công văn số 19625 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với địa phương tổ chức thí điểm mô hình lễ hội Phủ Trịnh phục vụ phát triển du lịch. Hôm nay, nhân kỷ niệm 453 năm ngày mất của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc tổ chức thí điểm mô hình lễ hội Phủ Trịnh năm 2023 phục vụ phát triển du lịch. Tới dự chương trình lễ hội hôm nay, ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu xuyên diện của các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý. Về phía đại biểu các cơ quan trung ương, xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia Việt Nam. Sau đây, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức lễ hội lên trình bày diễn văn lễ hội Phủ Trịnh năm 2023. Xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí đại diện lãnh đạo, đại biểu, đại diện dòng họ Trịnh Việt Nam lên sân khấu thực hiện nghi thức lên nhang tại ban thờ vọng của Thế tổ Minh Khang Thái Vương. Lễ chánh kỵ nhân ngày giỗ của Thế tổ Minh Khang Thái Vương xin phép được bắt đầu. Tướng quân mưu lược chí hơn người, huấn luyện cầm quân thắng khắp nơi. Yên ngựa truyền dung làn gió sớm, quấn mạc hồn siêu lạc xác phơi. Năm 1533, lòng nuôi chí lớn, Trịnh Kiểm đầu quân cho Nguyễn Kim được phong làm Chi Mã Cơ, tước Dực Nghĩa Hầu. Là người có tài, ông được Nguyễn Kim gả con gái là Ngọc Bảo và giao nhiều trọng trách cho ông. Ban đầu là huấn luyện kỵ binh cho nghĩa quân. Năm 1539, ông được Hoàng đế Lê Trang Tông phong làm Đại tướng quân, tước Dực Quận Công. Nhà vua coi ông là một đại tướng tâm phúc, ban ấn tướng quân, quản lĩnh quân đội. Thank you.
trên chiến trường la liệt thây quân Mạc, tướng nhà Mạc phải trốn về Bắc. Cũng năm ấy, Trình Kiềm được vua Lê phong làm đô tướng tiết chế các dinh quân thủy bộ các xứ, kiêm tổng nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự, hàm thái sư, tước lượng quốc công. Từ năm 1545 đến năm 1787, trải qua 12 đời Chúa, bên cạnh những thành tựu về kinh tế, cải cách hành chính, quân sự, thì thành tựu về văn chương, nghệ thuật mà nhiều vị Chúa để lại là những thành tựu lớn của thời Lê Trung Hưng. Những vị Chúa hay chữ như Trịnh Căn, Trịnh Doanh, Trình Sâm đều là danh nho với nhiều trước thuật. Đi tuần quay lại đất Tràng An, hiền như hoa lư, tinh thần làm như lụa trắng không xuyên thủy động. Trịnh Sâm là vị Chúa thứ 8 của vương tộc Trịnh thời nhà Lê Trung Hưng. Khi tuần thú ngang đến đất Tràng An, thắp cành hoa lư, ngoảnh nhìn bốn phía núi xanh, một dòng nước biếc, non sông hùng vĩ.
chạnh lòng trước dấu vết thành quách cũ. Chúa Trịnh Sâm mới cảm khái làm một bài thơ để tả nỗi lòng. Chương 3: Quốc thái dân an. Khai khoa cử nghiệp. Thái sư Trịnh Kiềm đã lãnh đạo chính quyền quân đội của triều Lê trong gần 30 năm. Vừa lo việc quân, thái sư còn lo việc triều chính, sai đo đạc ruộng đất, lập chế độ thuế khóa, khuyến khích việc làm nông trang, lập tòa đông cát, mở các khóa thi theo đường lối nho học. Bắt đầu từ đây, hệ thống khoa cử, khoa bảng được thiết lập để chọn người thực tài cho bộ máy đất nước. Còn sống là Thái Quốc Công. Ông được đời sau truy tôn là Thế Tổ Minh Khang Thái Vương và được xem là vị chúa đầu tiên của họ Trịnh. Gia tộc nắm thực quyền điều hành chính sự Đại Việt hơn 200 năm, từ giữa thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 18. Thế Tổ Minh Khang Thái Vương và các đời chúa Trịnh được lịch sử ghi nhận là đã có đóng góp nhất định cho sự nghiệp trung hưng nhà Lê, giữ gìn được kỳ cương phép nước, cải cách kinh tế, cải tiến bộ máy quản lý hành chính, chế độ giáo dục, thi cử và nhất là về mặt quân sự rất đáng ghi nhận. Suốt 244 năm tồn tại của chính quyền Lê Trịnh, Thanh Hóa là đất quê hương, đất thang mộc của các dòng họ vua Lê, chúa Trịnh, nên đất Thanh Hóa cũng được xem là điểm tựa, là đất cơ bản.
người dân Thanh Hóa lại có truyền thống lao động cần cù, có nhiều đóng góp trong công cuộc giữ gìn đất nước, cũng như có truyền thống văn hóa phát triển dưới thời Lê Trung Hưng. Di tích Phủ Trịnh Nghè Vẹt đã được nhà nước xếp hạng là di tích quốc gia, được tu sửa bảo tồn theo thời gian. Cùng với đó, lễ hội Phủ Trịnh hàng năm là việc làm vừa thể hiện uống nước nhớ nguồn và lưu giữ nét đẹp trong nếp sống sinh hoạt văn hóa cộng đồng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lễ hội Phủ Trịnh năm 2023 đến đây là kết thúc. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện tham dự của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, du khách. Chương trình lễ hội Phủ Trịnh năm 2023 sẽ được tiếp nối với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại các khu điểm di tích của Phủ Trịnh Nghè Vẹt. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân cùng tham dự. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin được tạm dừng video tại đây, khép lại lễ hội Phủ Trịnh năm 2023 diễn ra thành công, tốt đẹp. Và tôi xin tạm biệt quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thượng lộ bình an.